Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách bắt con tôm tích. Đây, đây là con tôm tích nha các bạn. Rồi, thì những que những lần thất bại là mình để sẽ kiếm ra một loại dụng cụ để bắt con tôm tích này. Thì cái con tôm tích này bắt nếu mà mình đào bằng cái thủ công như những cái clip trước mình để đăng cho các bạn xem á, thì nó rất là khó khăn trong quá trình mà đi đào. Nó tốn công của mình mà thậm chí là bắt không được nữa. May lắm mà mới bắt được đó. Cho nên cái việc mà tạo ra một cái dụng cụ mà để bắt được cái con tôm tích này á các bạn. Đây. Đây rất là khó khăn. Đó, mình cầm như thế này có khi là nó đó, thấy chưa? Nó vùng vẫy là nó có thể là mình test tay. Nó muốn bay ra ngoài á các bạn. Này, các bạn thấy không? Con này nó hung lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào nội dung chính luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái dụng cụ mà bắt con tôm tích mà làm như thế nào. Thì mình đã làm được hai cây. Đây. Hai cây dụng cụ để mà bắt con tôm tích. Thì mình cũng không có thời gian nhiều để mình làm cái dụng cụ để quay chi tiết cho các bạn coi. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi xin sơ qua về cái dụng cụ bắt con tôm tích này nha các bạn. Rồi. Thì cái dụng cụ này cũng khá là đơn giản. Bây giờ chúng ta chỉ cần kéo cái bộ phận này về đây. Đây mình sẽ cho các bạn coi. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ kéo dây. Nó giống như dây thòng lọng mà các bạn. Và đặt ở tại vị trí cái chỗ giống như một cái đòn bẩy. Sau đó chúng ta ghim vào. Đấy. Rồi tiếp tục là để cho dây thun này là dây cao su cho nó giữ được cái cố định được cái cây này. Đấy, cho đây là khu vực đây là bắt mồi. Sau đó là sao? Chúng ta lồng vào. Các bạn cứ tưởng tượng là ở trong cái bộ phận này là có một cái con tôm nha. Cái đây là cái hàng tôm. Sau đó mình lồng mình bỏ vào ở trong này. Đó. Bỏ vô. Lúc này thì tôm nó ăn mồi. Thì sao? Tôm ăn mồi. Thì cái bộ phận này mình cho các bạn xem nè. Đó. Nó sẽ dính được cái con tôm nha các bạn. Đấy. Bây giờ mình sẽ làm thực tế luôn nè. Cho các bạn xem. Đấy. Rồi. Khi mà chúng ta móc mồi vào cái vị trí này xong. Bây giờ là mình sẽ làm cho các bạn coi. Đây. Mình sẽ lồng luôn cho các bạn coi nè. Này. Thấy không? Các bạn thấy không? Lồng lồng này. Đây. Rồi sau đó chúng ta bắt cái con tôm. Mình bỏ vào. Đây. Các bạn cứ tưởng tượng đây là cái con tôm nha. Con tôm nó đang ăn mồi. Nó chui vào cái này. Đây. Các bạn coi này. Đây. Đó. Sau khi mà nó dính như thế này nè, nó ăn vô cái khu vực này. Đấy, cái mồi nó nằm ở chỗ đây. Đây các bạn thấy không? Sau khi mà nó ăn mồi xong là cái vị trí mà chỗ cái cây sắt nhỏ nè, nó sẽ bật ra. Đấy. Nó bật ra thì sao? Cái dây thòng lọng này nó sẽ bật lên trên. Và sao? Găm vào cái cổ này. Đây. Đây nè các bạn. Như cái đây mình rút nha. Này. Đó. Các bạn thấy chưa? Một con tôm siêu to khổng lồ. Để bị dính. Thấy chưa các bạn? Đấy. Đây là cách bắt tôm tích của mình đây. Thấy chưa các bạn? Sáng chế này khá là hay. Hiện tại mình coi trên YouTube. Thì... không tìm ra cái phương pháp này. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn coi cái phương pháp bắt tôm tích bằng cái dụng cụ này cho các bạn xem.
À, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn coi. Đây. Đây nè các bạn. À. Đây là dụng cụ mình làm để bắt tôm tít nè các bạn. Các bạn thấy không? Wow. Đó. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cái cây cho các bạn xem nè. Cái bộ phận mà mình làm để bắt tôm tít. Đây. Mình sẽ để ánh sáng rõ hơn cho các bạn coi. Đó. Đây là cái con tôm tít siêu to khổng lồ. Nó đang bị dính ngay cái cổ luôn các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rồi. Đó. Mình sẽ giải thích thêm nè. Khi mà chúng ta gài tại cái vị trí này. Nè, tại vị trí đó, các bạn thấy không? Vị trí này. Thì chúng ta sẽ mắc mồi vào. Nó búng như thế này là nó sẽ trúng. Mình mắc mồi vào ở tại vị trí này. Sau đó là cái con tôm nó ăn thì nó sẽ bật lên và dính. Nó rất là đơn giản nha các bạn. Đấy. Đây. Đây là cái cây mình làm này. Thấy chưa các bạn? À, các bạn biết cái bộ phận đây để làm gì không? Cái đây là cái bộ phận đèn báo xe đạp của mình á, mình tháo ra. Rồi ban đêm á, mình lấy cái đèn pin ra mình gài á, mình soi á thì nó phản quang lại là mình dễ thấy cái cây này. Chứ ngoài biển thì rất là rộng, trời tối nữa là không có cái gì phản quang thì sao? Mình sẽ không có thấy được cái cây này mà mình sẽ mất dấu, thậm chí là mất nữa. Mình không thấy sông nước nó lớn vô là mất thôi. Có cái cây đây nó cũng rất là giúp ích cho mình trong việc bắt tôm tít nha các bạn. Rất là hiệu quả. Còn bộ phận đây là các bạn dùng các cái cây sắt, cây nóc, rồi cây tre. Cây gì cũng được, miễn sao mà nó nhỏ gọn là được, cứ đừng nó to quá. Đấy. Đây là hai cái bộ phận phản quang nha các bạn. Còn ở đây mình dùng dây thun. Dây thun để tạo sự đàn hồi của cái cây. Nó cũng có gì quá keo siêu kẻ. Đấy, bộ phận móc. Đấy, giống như cái dây lồng lộng thôi. Đấy. Đây các bạn. Móc vô cái cổ như thế này thì nó chết ngắt liền. Đó. Quá tuyệt vời các bạn. Không thể nào mà thoát được. Mình sẽ làm cho nó phù hợp nhất có thể mà để bắt được cái con tôm này. Nhưng các bạn lưu ý là khi mà chúng ta mà bắt con tôm tít thì ngoài việc mà làm xong cái dụng cụ này thì mình cần phải có kinh nghiệm nữa. Nó cái hang của nó là mình đây. Các bạn cứ tưởng tượng đây là cái hang của con tôm tít nha. Đây. Đây là cái hang của nó. Mình sẽ bỏ vào ở vị trí này. Đó. Nó như thế này. Mình bỏ khoảng 1/3 thôi. Đó. 1/3 cây thôi nha các bạn. Thì để khi mà nó leo lên nó ăn á, nó ăn ăn mồi nó dễ dính hơn. Rồi cái dây mình lộng làm sao mà cho nó vừa tròn đủ khít các cái cạnh của cái khu vực mà cái hang của nó. Chứ nếu mà nó mày bò lên mày nó cảm thấy mày đụng dây á thì nó nhét thì nó không có lên ăn mồi. Và lưu ý nữa, khi mà mình mắc mồi ở tại vị trí cái chỗ mà mình cắm mồi á thì có rất nhiều cua và những cái con cá lớn á, nó sẽ tới nó ăn mồi hết. Cho nên mình phải thăm chừng. Nếu mà mình không thăm chừng là sẽ hết mồi. Đó. Khi mà dính cái con tôm rồi á thì cái bộ phận để về là dây thun nè. Các bạn thấy không? Nó sẽ bắn lên trên đây là mình sẽ thấy, mình soi đường pin á, mình sẽ thấy. Ban ngày thì mình thấy cũng rõ rồi.
Đấy. Còn ở đây mình dùng cái sợi dây điện thoại rồi hoặc là dây điện bình thường. Đấy, miễn sao cho nó dẻo, nó cứng là được. Đó, rất là đơn giản nha các bạn. Quá đơn giản luôn. Đấy, sau khi mà mình thấy được cái dây như thế này á là nó để dính rồi. Rồi mình bắt lên thôi. Đó. Đây là một em tôm tít rất dễ thương. Nhưng mà cái em tôm tít này nó còn không có to quá, dạng như bình thường. Mấy con hôm trước là to hơn nữa rồi các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Đây là cách thực tế bắt tôm tít. Thì từ khi anh em của mình là làm được cái cây này á, cái bộ phận bắt tôm tít này á, thì cũng bắt được khoảng một chục con rồi các bạn. Còn một chục con rồi. Còn mẹ đi đào á, đi đào thì bắt rất là khó. Nếu mà đi đào thì tính thời điểm này thì khoảng 4-5 con thôi. Đó. Còn đi bắt cái này thì nó dễ. Đó. Bây giờ mình sẽ lọt dây ra. Chứ không là nó chết rồi ăn nó sẽ không ngon lắm. Đấy. Nó sẽ bị ngộp thở nha các bạn. Đấy. Mình đã bắt ra. Đấy, nó đây nè, các bạn thấy không? Đây. Bây giờ mình bung dây nè. Đó, nó như thế này. Thấy chưa các bạn? Rất đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn các bạn. Đấy, mình làm được hai cây như thế này. Đây. Hai cây, một cây dài và một cây ngắn. Cây dài dùng cho cái hang nó to, bự. Dài. Còn cái hang này thì dành cho cái con nhỏ này. Còn đây, hang đây là dành cho con lớn này các bạn. Đấy. Thế là chúng ta đã có được một con tôm. Rồi cảm ơn các bạn để xem video của mình. Nha. Đây là hồi nãy giờ là mình để review về cái cách mà bắt cái con tôm tít như thế nào. Đấy, rất là hiệu quả nha các bạn. Trên những kênh YouTube của Việt Nam thì ít người sử dụng hoặc là làm những cái bẫy tôm tít như thế này. Thì hôm nay mình chia sẻ kinh nghiệm về cách bắt tôm tít. Thì cái dụng cụ này cũng cực kỳ đơn giản, các bạn thấy rồi, các bạn để ý video của mình, có hết video của mình coi cái dụng cụ như thế này thì các bạn làm thôi, rất là đơn giản. Đây các bạn có thể cái những cái đầu đây nè, các bạn có thể là dùng bộ bằng dây gút hoặc là dây cước, đấy, dây nhựa, làm sao nói chung là cho nó cứng cát lại được. Còn ở trên đầu thì mình sẽ sử dụng một lớp mút để cho bảo vệ cái phần cổ của cái con tôm tít này nè. Đó, cho nó khó chết hơn nha các bạn. Chứ còn mà mình phải bán sống. Chứ còn mà mình nếu mình bán tôm mà tôm chết á thì nó sẽ không có giá trị. Tại vì na tôm sống gì bán người ta mua, giá trị mưa lớn nha các bạn. Đấy, còn cái bộ phận đây thì mình chia sẻ thật tâm luôn cho các bạn để mà làm ở những cái vùng biển ở các bạn thì có thể làm để bắt mà để ăn. Chứ còn mà bắt bán thì bữa nay thì tôm nó cũng không có nhiều đâu mà để bắt bán. Thì mình chia sẻ thôi. Cái bộ phận đây các bạn có thể mình bỏ một mút xốp á. Rồi mình bỏ cao hơn cái vị trí đây một xíu. Rồi. Đấy đâu, các bạn cắt cái đây là có thể là ống tre nhỏ, ống trúc nhỏ hoặc là cái đầu bút cái vỏ bút á các bạn. Vỏ bút bi á. Đấy, còn đây là cái dây điện thôi. Rồi sau cái bộ phận này mà các bạn bỏ qua dây cước này, dây cước nhỏ để mình gài thôi, lên trên đây gài và gắn lên trên này, gài và gắn lên trên này, sau đó là bung lên nè, các bạn thấy không, đây nè, nè gài lên trên đây nè, khi mà con tôm nó ăn mồi ở trên này thì sao, nó rút ăn mồi ở trên này thì cây sắt này nè, nó ăn mồi nè, không nó giật ra. Nó giật rê, từ đây à, nó giật rê như thế này. Thì cái dây đây thì không à, dây thun à, nó sẽ kéo rê thì dính đầu con tôm thôi. Đó,
mình nói rất là đơn giản thôi các bạn. Có cái bộ phận này mình chỉ cuộn như thế này, đây cuộn như thế này. Rồi mình để chỉ hết video rồi. Rất là vui mình biết cái gì mình chia sẻ các bạn cùng biết cho đi là một niềm vui. Rất là cảm ơn các bạn đã xem video đến thời điểm này. Nếu các bạn thấy video của mình hay và bổ ích, có giá trị cho mọi người thì các bạn hãy cho mình một like, subscribe và comment ở phía dưới video để nếu mà mình giải thích được cái gì, giúp được các bạn cái gì trong việc bắt tâm tích thì mình sẽ chia sẻ thêm. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ ủng hộ mình nhé. Nguyễn Thái Cường, kênh Nguyễn Thái Cường nha. Bye bye các bạn.